Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình cao cát Action 1, mẫu xe đạp địa hình cấu hình cao giá rẻ em mới nhập về buổi sáng ngày hôm nay. Lên luôn cho bác xem. Chiếc xe đạp khung nhôm chạy bộ chuyển động Shimano Aceja đang bán tại cửa hàng em với mức giá chỉ có là 5.800.000. 5.800.000 chiếc xe địa hình thể thao cấu hình Shimano Aceja rất là cao cấp. Rất là cao trong cái tầm giá. Còn bộ phần khung thì các bác thấy trên hình làm lên từ nhôm. Bản chất của nhôm thì nó khá là nhẹ, được sử dụng rộng rãi nay để sản xuất lên khung xe đạp. Hiệu cao cát Action 1. Do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là xe thì không giữ được cái độ đẹp mới như trước, nhưng mà để ra nhìn tổng thể thì ngoại hình của chiếc xe này còn đẹp, còn giữ cái độ đẹp cũng khá là cao. Xuất hiện những vết xước là qua quá trình sử dụng không thể tránh khỏi. Bánh 26 inch. Phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ phanh dầu. Phanh dầu và bộ tay bấm Shimano Aceja. Cái 9 speed bên này là 3, nhưng với cả là 9 tầng lít và 3 tầng đĩa. Con xe có 27 cái độ khác nhau. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Đạp khóa thọc yên là 45 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 57 cm. Xe của các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. Chiếc xe đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 5.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.